Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Brook. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Brook sẽ chia sẻ với bạn về cách in Excel vừa trang giấy A4. Bạn có thể thiết lập mặc định luôn in vừa trang giấy A4 hoặc chỉ cho mỗi lần in. Và trên thực tế, nhiều bạn gặp phải vấn đề in không hết trang trong Excel. Có nghĩa là khi bạn nhấn tổ phím Ctrl P để in, thì bạn thấy có một hoặc nhiều cột bị mất. Khi đó, những cột bị thiếu này sẽ tự động in sang một trang giấy khác. Và như vậy, việc in của bạn không đạt yêu cầu. Do vậy, để khắc phục in không hết trang trong Excel và để cho nội dung vừa với trang giấy A4, thì bạn cần phải tùy chỉnh một số vấn đề trước khi in. Để làm được điều này, bạn hãy theo dõi các bước Đỗ Bảo Nam Brook thực hiện như sau. Thứ nhất là khắc phục in không hết trang trong Excel cho mỗi lần in. Trong trường hợp bạn đã điều chỉnh độ rộng của các cột này nhỏ hết cỡ và không thể nhỏ hơn được nữa, thì khi in bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn vẫn nhấn tổ phím Ctrl P để mở hộp thoại in. Thì như bạn thấy ở đây, mình bị thiếu mất một số cột, ví dụ như giới tính, ngày sinh, quê quán. Và để hiển thị đầy đủ các cột này khi in, thì trong cửa sổ in, bạn tìm xuống phần phía dưới, click vào Low Scaling và bạn chọn cái phần Fit All Column on One Page. Khi đó, bạn đã nhìn thấy đầy đủ các cột trong cái phần xem trước này. Ngoài ra, nếu bạn muốn căn chỉnh nề trước khi in, thì bạn click vào Page Setup, sau đó vào phần Margin. Trong tab Margin này, bạn có thể điều chỉnh căn nề trái, nề phải, nề trên, nề dưới theo ý muốn. Ví dụ, nề phải bây giờ mình cho bé lại, ví dụ mình cho là 0, và nề trái mình cho 1. Nề trên, nề dưới mình vẫn giữ nguyên, hoặc mình giảm xuống. Sau đó, bạn nhấp OK. Thì như vậy bạn thấy nội dung của file Excel đã vừa với trang giấy A4 mà mình đã thiết lập. Và bây giờ bạn có thể nhấn vào Print để bắt đầu in. Tiếp theo, mình sẽ đi vào nội dung thứ hai, đó là thiết lập mặc định in luôn vừa trang giấy A4. Thì để thiết lập mặc định luôn in vừa trang giấy A4, thì các bước bạn làm như sau. Bước thứ nhất, bạn mở cửa sổ Page Setup. Bạn nhấp vào Page Layout trên menu. Sau đó, click vào cái mũi tên nhỏ ở góc của Page Setup. Bước thứ hai, bạn thiết lập trang in, ví dụ như khổ giấy là A4 và chiều giấy là in theo chiều dọc. Và bước thứ ba là bước quan trọng nhất để thiết lập in mặc định vừa trang giấy A4, đó là trong phần Scaling, bạn tích vào Fit To. Ở đây bạn chọn là 1 page và ở đây bạn và thông số và thông số ở bên phải này bạn cũng điền là 1. Sau đó bạn nhấp chuột vào OK. Ví dụ bây giờ mình sẽ quay trở lại cái sheet vừa rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn tổ phím Ctrl P. Thì bạn thấy mặc định tất cả các nội dung của file Excel sẽ tự động vừa với trang giấy A4 mà mình đã thiết lập. Và như vậy ở nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Brook vừa chia sẻ với bạn về cách in Excel vừa trang giấy A4. Nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Brook. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Brook, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và xem thêm những video hữu ích khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bảo Nam Brook trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Brook và truy cập vào website dobaonambrook.com. Tại website Đỗ Bảo Nam Brook có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thủ thuật máy tính, style browser, v.v. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.